trường cùng khởi nghiệp với đôi bàn tay trắng. Rồi một ngày kia bác quyết ra đi tìm đường cứu nước, bước lên con tàu rời xa đất mẹ phiêu bạc bốn phương để đổi lấy thanh bình. Cho trẻ đến
lòng già đang đeo đau đớn ba khổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.